Sau một hồi thăm dò, bọn họ cũng đi vào bên trong một cái đại điện. Trước mặt là hai bức tượng của Thiên Sắt Minh Vương và U Minh Thánh Mẫu. Nàng ta lập tức quỳ xuống chắp tay cung kính. Cậu đi tới trước mấy dòng chữ khắc trên tường. Trong khi đó Bích Sao lại chú ý tới bảo vật. Đằng sau miếng gỗ là hai cái linh đăng. Trương Tiểu Phàm cảm thấy đây chỉ là đôi linh đăng bình thường. Vậy nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng ta sau khi biết lai lịch lại vô cùng vui mừng. Trương Tiểu Phàm vẫn bộ mặt khinh thường, chỉ cần dính dáng tới tà ma ngoại đạo là cậu không thích rồi. Đột nhiên trên bức tường xuất hiện biến hóa và hiện ra nhiều dòng chữ. Bích Dao nhận ra đây chính là thiên thư. Tất cả thần thông đại pháp đều là lĩnh ngộ được từ trong thiên thư này. Những câu chữ này đều là câu trong Đại Phạn Bát Nhã, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Bí mật này làm cho Tiểu Phàm quá sốc. Lúc này cả hai đã bị vây khốn ở bên trong một thời gian rồi. Bích Dao khá bất lực, Trương Tiểu Phàm cũng vật vã an ủi, bộ dạng yếu ớt. Nếu không phải vì cậu ăn sạch lương khô của nàng, thì có lẽ nàng có thể sống thêm mấy ngày nữa. Bích Dao chậm rãi đi tới trước mặt nam chính, ném ra một con dao hù dọa cậu giật mình. Nàng ta thẳng thắn yêu cầu Tiểu Phàm giết chết mình, sau đó cậu có thể ăn thịt nàng, sống thêm một thời gian. Lời này càng khiến cho nam chính tức giận. Bích Dao lập tức phản bác, trên miệng cậu luôn nói phải trừ ma vệ đạo, bây giờ chính là cơ hội, còn chần chờ gì nữa, mau ra tay đi. Cứ tưởng rằng nữ nhân này lại định tự tử, cho nên cậu ta lập tức chạy tới ngăn cản. Ai ngờ mục đích của Bích Dao lại là nhỏ máu thỉnh nguyện và hành động can thiệp vô tình khiến Tiểu Phàm bị thương, từng giọt máu rơi xuống bên dưới nền đất. Đột nhiên dưới nền đất xuất hiện biến hóa, nhiều dòng chữ hiện lên. Trương Tiểu Phàm để ý thấy có hai cái hố hình tròn nên nhắc nhở nàng ta lấy ra cặp lục lạc, đặt vào bên vòng tròn. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh liền rung động rồi cánh cửa mở ra, mọi thứ chậm rãi sụp đổ, hai người nhanh chóng lao ra ngoài, vừa xông ra vừa không ngừng tránh né vô số tảng đá rơi xuống. Sau khi thoát chết, hai người vô cùng vui mừng, cả hai nhìn nhau thâm tình. Tuy không cùng đạo, vậy nhưng dù sao hai người cũng có khoảng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn. Đến sáng, khi Bích Dao tỉnh lại thì đã không thấy Trương Tiểu Phàm ở đâu nữa. Ra ngoài tìm kiếm thì thấy cậu ta đang ngồi một chỗ buồn bã. Cậu cho biết, ở trong sơn đồng, nàng lo lắng cho cậu. Điều này làm cho Tiểu Phàm rất cảm kích. Phần ân tình này, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nếu đã muốn báo đáp, vậy chi bằng gia nhập vào thánh giáo của nàng. Trương Tiểu Phàm lập tức từ chối, đường đường là đệ tử chính đạo, không thể nào cùng phe với ma giáo mấy người được. Bích Dao nghe xong liền phản bác, chính đạo mấy người tạo nghiệt cũng không ít hơn thánh giáo. Trương Tiểu Phàm không chịu thua, chính đạo sao lại là tạo nghiệt, ma giáo mới là nghiệp chướng nặng nề, người ma giáo mới là giết người khắp nơi, sinh linh đồ thán. Nói rồi, nàng ta cũng mang theo cơn tức giận rời đi. Trên đường quay về Thanh Vân Môn, cậu ghé vào một quán nước nghỉ ngơi. Vừa nhâm nhi xong bát nước trà thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Chỉ cần nhìn sơ qua liền biết cậu là đệ tử của Thanh Vân Môn. Gặp nhau là hữu duyên, cho nên ông ta chủ động mời cậu uống vài chén trà rồi hỏi thăm tên tuổi. Cậu chậm rãi báo danh tên tuổi rồi cũng hỏi thăm ngược lại đối phương. Ông ta tên là Vạn Nhân Vãng, ông thấy món pháp bảo của cậu không phải tầm thường, nên mạo muội thỉnh giáo. Trương Tiểu Phàm không nói ra sự thật. Vạn Nhân Vãng cho biết thêm, nếu như không đoán sai, thì pháp bảo này có lẽ là hai món bảo vật hợp lại làm một. Hạt châu trên cây côn này vốn là thánh vật của ma giáo. Còn thân côn này là sát khí nội liễm, luôn khiến người ta sợ hãi. Cây thiêu hỏa côn đúng là vật tà ma, vậy nhưng cậu dùng nó để chạm yêu trừ ma, đó chính là chính đạo, giống như cổ kiếm chu tiền. Cậu cố gắng biện minh bằng những lời như vậy, vậy nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thì đã không thấy ông ta ở đâu nữa. Thì ra lão ta chính là phụ thân của Bích Sao và cũng là tông chủ của ma giáo. Lão cảm thấy Trương Tiểu Phàm thú vị, có mấy phần giống lão năm đó. Đi vào một thôn làng, Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy kỳ quái, nơi này hoàn toàn vắng tanh. Tiến lại tấm biển thông báo, cậu mới nhận ra nguyên nhân mọi người không ra đường là do gần đây thôn trấn bị yêu nghiệt tàm vĩ yêu hồ làm loạn. Đột nhiên một giọng nói xa nua vang lên kêu gọi Tiểu Phàm. Lão tự nhận mình là người tinh thông tướng số, có thể đoán được mấy chuyện trăm năm quá khứ tương lai. Lão cho rằng cậu sắp gặp đại nạn, bản thân cậu khi còn bé ắt hẳn đã từng gặp đại nạn, chí thân hảo hữu đều bị kiếp nạn này. Thế sự thông qua được một chữ duyên, nếu đã hữu duyên với cậu, cho dù liều mạng hao tổn chân nguyên cũng phải nối lại sinh cơ cho cậu phá đại kiếp này. Nói vòng vò nãy giờ hóa ra là muốn tiền công. Mới cầm tiền vào tay thì một giọng nói đã vang lên mỉa mai. Hắn ta tiến lại gỡ thông báo xuống và không quên mạnh miệng. Hôm nay, hắn sẽ đi dọn sạch ổ tàm vĩ yêu hồ. Tên hòa thượng tự khoe mình tên là Thạch Đầu, chuyên nhân duy nhất của đại lực tôn giả Kim Cương Môn. Sau khi biết Trương Tiểu Phàm là đệ tử của Thanh Vân Môn, hắn ta liền vô cùng vui mừng, lập tức rủ cậu đi cùng hắn trừ gian. Hai ông cháu thế vậy liền tiến lại khuyên ngăn, đáng tiếc là nam chính không nghĩ như vậy, hai người nhanh chóng lên đường. Đến xa huyệt, nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù quá dày đặc, không thể quan sát được quá xa.
Đột nhiên một tiếng hát vang lên, giọng hát nhẹ nhàng, hai người nhanh chóng tìm tới nơi phát ra âm thanh. Ở dưới một gốc cây có một nữ tử hồ ly đang ngâm nga bài hát. Bên cạnh nàng là một cái giếng cổ đã 3.000 năm, cách đầu lên tiếng cắt ngang không khí. Hắn cầm theo quyền trượng lao lên, thân hình nàng ta lập tức khóa thành mấy cánh hoa biến mất. Vài lần bị chèn ép, nàng ta chủ động tấn công cầm chân thạch đầu. Ngay sau đó thạch đầu cũng thể hiện ra bản lĩnh của hắn, bạo phát ra lực lượng phá hủy ma thuật trước mắt và đẩy lùi tam vị yêu hồ về sau. Bích Sào cũng bị đẩy lùi, nhìn thấy nàng ta, thạch đầu tưởng là đến trợ giúp tam vị yêu hồ nên nhanh chóng lao tới công kích. Cũng may là có Trương Tiểu Phàm chạy ra can ngăn. Hai bên động thủ một hồi, sau đó tam vị yêu hồ chủ động lao vào hang động. Lý Tuân và Yến Hồng cũng lập tức đuổi theo, vậy nhưng vừa mới vào bên trong hang động thì tam vị yêu hồ đã chờ sẵn. Ngay sau đó là một con rồng lửa ngoi lên từ phía sau nàng ta rồi trận chiến lại tiếp tục. Ở bên ngoài, đám người Trương Tiểu Phàm cũng đuổi tới trước hang động. Trong hang động là trận chiến kịch liệt, nàng ta nhanh chóng bón hành cho hai người rơi xuống dưới. Đám người thạch đầu kịp thời xuất hiện giải cứu. Sau đó cả ba cùng nhau tấn công hội đồng, hai bên giằng co kịch liệt. Trong lúc đang chiến đấu căng thẳng thì đột nhiên xuất hiện mấy cái xúc tu của một con sâu. Vật lộn với mấy cái xúc tu một hồi liền bị nó quân lấy rồi kéo vào bên trong hang ổ của nó. Đúng lúc sắp trở thành món thịt tươi sống cho quái vật thì Trương Tiểu Phàm bộc phát thực lực thoát khỏi khống chế. Sau đó giằng co một lúc, sau khi đã thành công thoát khốn, cậu đụng độ với Lục Vĩ Ma Hồ, hắn tỏ rõ bộ dạng yếu đuối. Trương Tiểu Phàm lập tức rút vũ khí phòng thủ. Cậu thẳng thắn thừa nhận mình đến đây là để giết hắn. Hắn ta cắt lời, mọi người tham dị bào trong động mới tới tìm. Kinh động dị thú trong động, nếu không phải yêu hồ cực kỳ tàn ác trong miệng nhân loại ngăn cản, thì nào tới lượt cậu ở đây phù trợ chính nghĩa. Không thấy Trương Tiểu Phàm động thủ nên hắn cũng thắc mắc. Không phải cùng tộc, tất sinh ra dị tâm, không phải đồng loại thì nó đáng ghét. Nói tới đây, tam vị yêu hồ cũng xuất hiện. Nàng cho biết, người của phần hưởng cốc giết tới đây rồi. Điều này dường như đã nằm trong dự tính của Lục Vĩ Ma Hồ, vậy nhưng hắn lại không muốn đi. Bây giờ đã quá muộn rồi, gần ngàn năm đạo hạnh của hắn đã bị băng độc của cửu hàn ngưng băng thứ hủy mất. Cho dù bọn họ không đến thì hắn cũng sắp không xong rồi. Nghe những lời đó, tam vị yêu hồ liền tuyệt vọng. Sau một thoáng suy nghĩ, tam vị yêu hồ liền cầm lên món pháp bảo rồi tự mình kết liễu đời mình. Dù có chết thì nàng cũng muốn được ở bên nhau. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Tiểu Phàm cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, bộ mặt vô cùng xúc động. Hắn lấy ra món pháp bảo rồi cho biết, huyền hòa giám này là chí bảo vô thượng. Hắn đem nó tặng cho Tiểu Phàm làm kỷ niệm. Giờ yêu hồ đã chết nên việc tại đây cũng đã xong, thạch đầu vô cùng vui mừng. Yến Hồng nhắc nhở, gần đây ma giáo lại dục dịch nổi dậy. Quỳ Môn sẽ cùng với các nhân sĩ chính đạo khác tập hợp tại Đông Hải Lưu Ba Sơn. Cậu cũng có thể đến đó tề tụ. Trương Tiểu Phàm cũng nhanh chóng khởi hành, vừa mới xông vào đã bị kẻ nào đó tấn công giàn mặt. Thì ra trận chiến của hai phe chính đạo và ma đạo, tên giã cổng nhanh chóng nhận sai Trương Tiểu Phàm. Vì bị đánh hội đồng nên Trương Tiểu Phàm khá chật vật. May mắn là đúng lúc nguy hiểm thì các sư huynh trong Đại Trúc Phong xuất hiện giải cứu. Một tên trong số đó sử dụng công pháp tung hòa mùi che khuất tầm nhìn, sau đó chơi bài đánh lén. Niên lão đại và giã cầu định lao tới kết liễu Tiểu Phàm. Vậy nhưng lần nữa đụng phải xui xẻo, điểm bất dịch đã xuất hiện. Sự xuất hiện của ông làm cho đám người Niên lão đại e dè, cho nên đành phải chọn cách rút lui. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm quay về, thê tử Tô Nhu của lão rất vui mừng, mà người huynh đệ Lâm Kình Vũ cũng đỡ lo lắng. Mỗi tội cho Trương Tiểu Phàm, vừa mới quay về liền nhận được tin tức động trời, đó là vị sư tỷ mà mình thích đã đính hôn cùng với người khác, còn tận mắt chứng kiến vẻ thân mật của bọn họ. Trương Tiểu Phàm đã nhập mà, thân hình chậm rãi tiến lên phía trước. Cũng may điểm bất dịch xuất hiện kịp lúc, đánh cho Tiểu Phàm hòa mắt chóng mặt, thậm chí cũng vì thế mà tỉnh táo lại. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ban nãy cũng ngạc nhiên tột độ. Bản thân cậu cũng không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại hành động như vậy, cho nên lập tức quỳ xuống xin trách phạt. Điểm bất dịch tỏ ra vô cùng tức giận. Lão yêu cầu cậu cứ ở đây suy nghĩ kỹ đi. Mọi người nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy, chỉ riêng Trương Tiểu Phàm là ngồi im một chỗ. Đến tối, bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa, Lục Tuyết Kỳ xuất hiện. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm trong bộ dạng này, nàng ta vô cùng thương tiếc. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Trương Tiểu Phàm cũng bừng tỉnh. Lục Tuyết Kỳ chẳng thấy ở đâu nữa, chỉ thấy Bích Sao đã ở bên cạnh. Sự xuất hiện của nàng ta ở đây làm cho cậu cũng bất ngờ. Sao nàng có thể tới đây được chứ? Đây là trụ sở của chính phái, nếu bị bắt được thì xong đời đó. Bích Sao không cảm thấy sợ hãi mà còn trêu đùa. Qua ngày hôm sau, điểm bất dịch cũng đi tới hỏi thăm. Lão hoàn toàn biết tâm tư trong lòng Tiểu Phàm, chỉ có điều Linh Nhi lại thực lòng yêu thích Tề Hậu, chỉ xem Tiểu Phàm như đệ đệ. Ngay sau đó, mọi người trong Đại Trúc Phong cùng nhau đi tìm tung tích của ma giáo. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một cái hang động nên lập tức cùng với Điền Linh Nhi tiến vào bên trong kiểm tra. Thăm dò vào sâu bên trong, hai người vô tình phát hiện ra một đám người. Điều ngạc nhiên là Bích Sao lại là người đang dẫn dắt đám người này.
Sau một hồi tranh luận không có kết quả, tình thế lập tức căng thẳng. Bê Sao nhận ra kẻ đeo mặt nạ trước mặt có hành động kỳ quái, liên tục châm ngòi ly sán nên lập tức tung chiêu tấn công. Tên kia nhanh chóng né tránh, Bích Sao tiếp tục truy đuổi. Một đường truy đuổi gắt gao, Bích Sao cuối cùng cũng ép cho tên kia rơi xuống đất. Tuy nhiên, thực lực khá ta lại không tầm thường, có thể chiếm lấy tiên cơ và dồn Bích Sao vào nguy hiểm. May mà có người giải cứu. Phụ thân của Bích Sao cũng đến, chính ông là người đã xuất thủ giải cứu đứa con gái này. Cậu nhận ra người đàn ông này chính là kẻ đã chủ động tiến tới bắt chuyện ở bàn uống trà lúc cậu quay về Thanh Vân Môn. Lão ta là một trong tứ đại tông chủ ma giáo. Điền Linh Nhi tỏ rõ thái độ khinh miệt, Bích Sao nghe vậy liền tiến lên đối chất. Điền Linh Nhi tức giận, lao lên định dạy dỗ Bích Sao. Cả hai đều muốn chút giận lên đối phương nên động thủ không chút nương tay. Ăn miếng chăm miếng liên tục, Bích Sao vẫn muốn tiếp tục phần cao thấp, vậy nhưng phụ thân nàng đã ngăn lại, đồng thời nhắc nhở Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi tất nhiên sẽ không muốn nghe những lời này nên lập tức chỉ trích, lão ta chẳng thèm chú ý tới. Ba người nhanh chóng quay về. Tên thiếu niên này chính là Tiêu Giật Tài, hắn ta đem những chuyện đã thăm dò được nói ra. Thương Tùng đạo nhân cho rằng trước mắt đã thăm dò được vị trí ma quật, nhất định phải nắm bắt tiên cơ, mau chóng loại bỏ đám yêu chúng ma giáo. Điềm Bất Dịch lại nghĩ, quyết định vội vàng, sao là đánh rắn động cỏ. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy liền mỉa mày, lão muốn mọi người mau chỉnh đốn nhân thủ. Sáng sớm ngày mai sẽ do Tiêu Giật Tài dẫn đường đi tiêu diệt ma giáo. Về phần Trương Tiểu Phàm, cậu ta đang đi dạo trong rừng thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó lướt ngang qua. Người tập kích là một lão già được gọi là Hấp Huyết Lão Yêu, tạo ra một vòng xoáy đỏ rực xung quanh Tiểu Phàm. Trước đầu lâu của lão biến hóa ra nhiều bộ thi hài, tất cả đồng loạt lao lên tấn công Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không muốn buông tay chịu trói nên cũng phản kháng kịch liệt, còn chủ động lao lên tấn công kẻ địch. Đúng lúc gặp nguy hiểm, Thiêu Hỏa Côn trên tay lại có phản ứng. Sát khí của nó bạo phát ra trực tiếp khiến công kích của lão tan biến. Sau vài lần đẩy lùi đối thủ thì Trương Tiểu Phàm cũng sắp cạn kiệt sức lực. Khương Lão Tam liền nhân cơ hội đó định kết liễu nam chính. Điểm Bất Dịch kịp thời xuất hiện giải cứu, đẩy lùi Hấp Huyết Lão Yêu, buộc lão ta phải nhanh chân bỏ chạy nhằm giữ lại cái mạng già của mình. Đám người đại trúc phong của Điểm Bất Dịch lập tức truy đuổi. Đuổi đến một nơi hoang vu, Điểm Bất Dịch tung một mồi lửa vào đống cây buộc đám người ẩn núp phải hiện thân. Bọn chúng ồ ạt lao ra ngoài tấn công. Vừa đẩy lùi xong đối thủ thì một làn khói xanh đã xuất hiện bao vây đám người đại trúc phong. Làn khói này có độc. Ngay sau đó, Bách Độc Vương chủ động ló mặt ra, lão thổi ra một luồng khí độc thẳng vào mặt mọi người. Điểm Bất Dịch thế vậy liền tung ra một mồi lửa ngăn cản đốt sạch khí độc. Rất nhanh, một đám người ma giáo cũng xuất hiện, hai bên liền lao vào nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi người tự tìm cho mình một đối thủ để cọ sát. Ngay sau đó, đám người do Thương Tùng đạo nhân cầm đầu cũng xuất hiện. Điểm Bất Dịch lấy một địch hai, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm thì hợp lực tấn công u cơ dồn bà ta vào thế khó. Trong khi cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo đang giằng co khốc liệt, ai ai cũng muốn tiễn đối thủ xuống địa ngục, thì ở phía đằng xa xa lại đột nhiên xuất hiện dị tượng khác thường, sấm chớp nổi lên liên hồi. Những điều này lọt vào con mắt của Điểm Bất Dịch nên yêu cầu Trương Tiểu Phàm cùng mấy huynh đệ tới đó kiểm tra. Bọn họ nghe lệnh liền rời đi vừa bị phục kích khiến cả đám vô cùng chật vật. Cậu chủ động lao đến ngăn cản, tranh thủ thời gian cho mọi người rời đi. Toàn xa lại gặp nhau, quá tàm thì bà bận, còn nhà lão đại thì bị Tiểu Phàm đập cho nhiều lần hơn thế. Dù là vậy thì quyết tâm bật lại của lão cũng đáng khâm phục, đáng tiếc là kết quả vẫn phải nhận trái đắng. Tuy là giúp đỡ được các sư huynh sư tỷ, vậy nhưng đổi lại thì Tiểu Phàm lại gặp nguy. May mà Lục Tuyết Kỳ quay lại giải cứu, hai người nhanh chóng đuổi theo những người khác. Nhà lão đại quay về bẩm báo ngăn cản đã thất bại. Bọn chúng thế vậy liền hô hào chúng đệ tử rút lui về giữ bờ biển. Đám người Điểm Bất Dịch cũng lập tức hô hào đuổi theo. Rất nhanh sau đó, đám người Trương Tiểu Phàm cũng đến nơi. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp động thủ thì mặt đất đã rung động, báo hiệu thời cơ của Quỷ Vương đã tới. Quỷ Vương nhanh chóng tung chiêu khống chế bọn họ lại, sau đó bắt đầu khởi động trận pháp. Ngay lập tức, một con dị thú khổng lồ từ dưới mặt đất ngòi lên. Mấy cột đá chậm rãi hạ xuống rồi tạo ra một vòng kết giới về khốn Quỷ Ngưu lại. Quỷ Vương vừa phải phân tâm khởi động pháp trận, vừa phải tránh né công kích đến từ nhiều phía khác nhau. Ông cho biết nếu để cho Quỷ Ngưu thoát ra, vậy thì nơi này sẽ trở thành địa ngục lôi điện trong nháy mắt. Đến lúc đó cậu sẽ là chính đạo hay ma đạo. Lời này làm cho Tiểu Phàm phân tâm. Sau khi bị đẩy lùi, Tiểu Phàm liền dừng lại công kích. Quỷ Vương nhân cơ hội đó liền thi triển thuật pháp, triệu hoán ra vô số sợi xích khống chế Quỷ Ngưu lại. Điền Linh Nhi đột nhiên tiến lại gần và kiên quyết nhất định phải phá trận pháp yêu tà này. Một cái cột trụ bị kéo đổ, Quỷ Ngưu gồng mình cố gắng thoát ra. Điền Linh Nhi lập tức trở thành mục tiêu công kích. Ngay tại lúc sắp thành món thịt tươi sống thì Trương Tiểu Phàm liều mình ra ngăn cản, vậy nhưng con yêu thú chỉ cầm một chiêu đã dễ dàng đánh tan.
Điền Linh Nhi cũng ra một chút sức hỗ trợ. Còn Tiểu Phàm đã bị đánh nằm sấp mặt, thân thể dường như đang bị thiêu hỏa côn điều khiển. Nó bộc phát lực lượng rồi tiến hành hấp thụ máu huyết của Quỳ Ngưu. Không chịu khuất phục, Quỳ Ngưu liền há mồm phun ra tấn công, kết giới nhanh chóng bị nứt vỡ. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cậu ta bắt buộc phải tung ra chiêu thức đại phạt bản nhược của Thiên Âm Tử. Sau một hồi giằng co thì Quỳ Ngưu cũng tạm thời bị khống chế, Trương Tiểu Phàm lập tức rơi xuống. Về phía đám người Ma Giáo, mặc dù thời cơ đã trôi qua, vậy nhưng Quỳ Vương vẫn không muốn dừng lại. Ông liều mình lao lên nhằm khống chế Quỳ Ngưu. Đám người bên dưới thế vậy nhanh chóng lao lên yểm hộ tổng chủ, phe chính đạo cũng không đứng yên. Trận chiến lại tiếp tục, mỗi người tự chọn cho mình một đối thủ để chiến đấu. Trong khi đó, Bích Sao lại chỉ chú ý tới Tiểu Phàm, đáng tiếc là giữa đường bị Điền Linh Nhi ngăn cản. Oan Sa gặp lại, cả hai không cần nói nhiều, bọn họ nhanh chóng tung chiêu đối thủ. Trong lúc bên dưới đang xảy ra một trận hỗn chiến chưa phân thắng bại, thì Quỳ Vương lại tập trung vào công việc của mình. Ông lấy ra pháp bảo là chiếc lô đỉnh, cho một ít máu huyết vào bên trong rồi bắt đầu dừng lại cột đá, khởi động lại pháp trận rồi thuần phệ Quỳ Ngưu vào bên trong. Điểm Bất Dịch biết tiếp tục chiến đấu có thể sẽ thêm bất lợi nên hô hào quần hùng quay về. Sau khi trở về, Thương Tùng đạo nhân liền chất vấn Điểm Bất Dịch. Vậy nhưng Điểm Bất Dịch nào có chịu nhượng bộ và tỏ ra bình vực Tiểu Phàm. Thương Tùng cho rằng Trương Tiểu Phàm cấu kết Ma Giáo gây họa thành vần, tội này đáng chết vạn lần. Trong lúc hai thủ tọa của hai ngọn núi đang nhìn nhau toát lửa, thì hai huynh đệ của Thiên Âm tự mở cửa xông vào yêu cầu giao ra Trương Tiểu Phàm. Đại phạt bản nhược là trần pháp chí cao của Thiên Âm tự bọn hắn, một đệ tử thanh vân như cậu sao lại biết dùng, cho nên muốn Điểm Bất Dịch cho một lời giải thích. Điểm Bất Dịch vẫn tiếp tục bao che. Thương Tùng vì là trưởng lão chấp pháp nên muốn thu giữ cây thiêu hỏa côn lại. Trải qua 3 ngày hôn mê, Trương Tiểu Phàm cũng tỉnh lại. Ngay sau đó, Thương Tùng đạo nhân dẫn theo hai tên chấp pháp đệ tử đến mang Tiểu Phàm đi. Đám người Đại Trúc Phong cũng tụ tập đầy đủ ở dưới lầu, bộ mặt vô cùng căng thẳng. Không thể ngăn cản Thương Tùng làm việc nên bọn họ đành đi theo. Đến tối bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Mọi chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ nên cậu hơi sốc, muốn ở yên tĩnh một mình. Bích Giao rất muốn lén lút đi gặp Tiểu Phàm, vậy nhưng Siêu đã ngăn cản. Về phía Quỷ Vương, ông ta triệu tập một vài nhân thủ, đồng thời còn mời tới một vài nhân vật. Lão già này được gọi là Độc Thần, tông chủ Vạn Độc Môn. Rất nhanh sau đó, một vị nữ tử xuất hiện, nàng ta gọi là Tam Diệu Tiên Tử, tông chủ của Hợp Hoàn Phái. Kế tiếp là Ngọc Dương Tử, tông chủ của Trường Sinh Đường. Tới đây thì bốn vị tông chủ của bốn đại môn phái cũng xuất hiện đầy đủ. Quỳ Vương nhanh chóng xuất thủ, dồn lực lượng vào lô đỉnh. Sau khi Trương Tiểu Phàm quay về Thanh Vân Môn thì nhiều chuyện lại bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là sự xuất hiện của một đám hòa thượng, dẫn đầu là Phổ Hoàng Đại Sư của Thiên Âm Tự. Phổ Hoàng cho rằng gió nổi sóng dữ không phải tội của một người, tin rằng Trương Tiểu Phàm cũng vốn là có tình lý. Đào Huyền vô cùng cảm kích sự khoan dung này, vậy nhưng mà pháp môn tu luyện từ xưa đã có phân chia môn phái, phân biệt rõ ràng. Phổ Hoàng thở dài, Phật đạo cùng tu tuy có trái thiền đạo, vậy nhưng Trương Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ bằng bỏ qua tội này. Vừa nói tới đây thì một tiếng cười đã vang lên khen ngợi sự độ lượng của đại sư, kẻ vừa lên tiếng là người của Phật Hưởng Tốc. Sau thượng quan sách Phùng Mệnh trưởng môn Vân Cứu Lam đặc biệt tới gặp mặt Đạo Huyền trưởng môn. Thượng quan sách trực tiếp nói ra mục đích của mình có mặt ở đây, tung tích chí bảo Huyền Hỏa Giám của Phật Hưởng Cốc hình như có liên quan tới Trương Tiểu Phàm. Thanh Vân Môn nợ bọn hắn một lời giải thích. Chuyện cảnh tới một khu rừng, lão già Độc Thần đang ung dung uống chén rượu, ngay sau đó Quỷ Vương cũng đến. Chỉ có điều Quỷ Vương lại đến quá muộn, một mình Độc Thần đã uống được mấy bát rượu rồi. Lần này đến muộn nên ông ta xin tự phạt một chén, sau đó trình bày mục đích của mình. Lần này ông muốn thỉnh Dược Thần chủ trì đại cục, vẫn mong lão chớ từ chối. Dược Thần biết thừa dạ tâm của Quỷ Vương không nhỏ, đó là muốn trở thành người đứng đầu thánh giáo, cho nên từ chối. Không đạt được đúng như ý nguyện, Quỷ Vương lập tức dùng tay bắt lấy con rết ở sau gáy ra. Sau đó dùng nó để uy hiếp Độc Thần. Ông ta biết con rết này rất quý giá đối với lão ta. Đúng như những gì đã dự đoán, rết thất vĩ này trong tiền hại chỉ còn một đôi, không thể mất thềm nữa, cho nên Độc Thần phải đồng ý trợ giúp, sử dụng danh vọng của mình, hô hào các nhân sĩ trong thánh giáo. Về phần Tiểu Phàm, vì chuyện của cậu mà sư phụ, trường môn và Thương Tùng tranh cãi kịch liệt, cậu quyết định đi ra sau núi cho khuây khỏa, định yên tĩnh một mình. Vậy nhưng ai ngờ Bích Giao đã có mắt ở đây. Sự xuất hiện của nàng ta khiến cho Tiểu Phàm vô cùng bất ngờ. Nàng tới là để thăm cậu, vậy nhưng việc đột nhập vào Thanh Vân Môn như thế này là quá nguy hiểm, lỡ như bị phát hiện thì nguy hiểm to. Bích Giao không sợ hãi. Trò chuyện một lúc, Bích Giao liền thổ lộ tình cảm của mình. Thời gian ở Tích Huyết Đầu khiến nàng ngộ ra được rất nhiều thứ, và đó là khoảng thời gian mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên. Nàng yêu cầu Trương Tiểu Phàm cùng mình rời đi, vậy nhưng cậu ta lại từ chối. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng khuyên nàng ta quay về, có duyên thì còn gặp lại.
Đến tối, đám người thánh giáo lại tập trung làm lễ. Bốn vị trưởng môn cũng có mặt đầy đủ. Căn bản thực lực của thánh giáo chính là tập trung toàn bộ tại đây. Thừa dịp thanh vân môn chưa chuẩn bị khiến chúng trở tay không kịp. Trận chiến này nếu như thành công thì danh vọng của quỷ vương trong thánh giáo tất nhiên sẽ tăng vọt. Cho dù vậy thì cũng có được thanh danh vì rửa nhục cho tiền bối. Đường nào cũng có lợi. Đúng hẹn lại lên, Trương Tiêu Phàm nhanh chóng được dẫn tới tra hỏi. Tại nơi khác, quỷ vương dẫn theo đám người chuẩn bị tiến tới địa bàn thanh vân môn. Chuyển cảnh vào trong đại điện thanh vân môn, các đệ tử cùng trưởng lão đã tập trung đầy đủ. Trưởng môn Đạo Huyền chân nhân bắt đầu lên tiếng hỏi thăm về công pháp đại phạn bàn nhược của Thiên Âm Tự. Thường Tùng muốn biết cậu đã học ở đâu. Nhớ lại năm đó cậu từng hứa với lão hòa thượng là có chết cũng không đem chuyện này tiết lộ nên nhất quyết không nói. Phổ Hoàng đại sư cũng thở dài bắt đầu lên tiếng, người ngoài tu tập đại phạn bàn nhược đúng là làm trái môn quy của Thiên Âm Tự, nhưng vì vậy mà định tội chết cho Trương Tiểu Phàm chung quy là làm trái hoài nguyện từ bi của Phật tổ. Thương Tùng đạo nhân lập tức cắt lời, cho rằng việc này sớm đã không phải phiền phức của một nhà Thiên Âm Tự bọn lão nữa. Tiểu tử đó không chỉ học trộm công pháp phái khác mà còn cấu kết ma giáo, tai họa thanh vân, tuyệt không thể dung thứ. Thượng quan sách cũng xen vào cuộc nói chuyện, chiến dịch Lưu Ba Sơn nếu không vì ma giáo nhận ra phệ huyết châu nhiễu loạn lòng người, thì quỷ vương chưa chắc đã có thể đạt được thần thú quỷ nghiêu. Lời này chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Thượng quan sách lập tức đề cập tới quan hệ giữa cậu và con gái của quỷ vương. Tiểu Phàm thừa nhận quen biết Bích Sao, trong tích huyết động, nàng ta từng cứu mạng cậu. Sư môn cũng dạy cậu biết ơn nên báo đáp cơ mà, nhưng cậu hoàn toàn không có cấu kết ma giáo. Thương Tùng nhanh miệng đối đáp, chính tà bất lưỡng lập. Này cậu đã bị yêu nữ ma giáo mê hoặc tâm trí, còn dám rào biển. Thượng quan sách quay sang phía Đào Huyền yêu cầu thanh vân môn cho chính đạo thiên hạ một công đạo. Sau một thoáng suy nghĩ, Đào Huyền cũng lên tiếng. Vì bảo vệ danh dự thanh vân môn, ông quyết định sẽ xử trảm Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên Lục Tuyết Kỳ tiến lên cầu xin, nàng nguyện lấy tính mạng của mình đảm bảo Trương Tiểu Phàm không phải san tế của ma giáo. Đám người đại trúc phong cũng lập tức dùng tính mạng của mình đảm bảo cho Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên một tên sư đệ đến thông báo cho Tiêu Giặc Tài về chuyện màn chắn kiếm khí bên ngoài tông môn đã bị phá, nghi ngờ là người của ma giáo làm. Vừa nghe xong Đạo Huyền liền giật mình bất ngờ, ông ta trực tiếp bỏ đi kiểm tra. Cuộc thẩm vấn Trương Tiểu Phàm tạm thời bị gián đoạn. Đám người ma giáo đã xông lên núi, các đệ tử trông coi nhanh chóng bị giết chết. Đạo Huyền chân nhân yêu cầu mở ra pháp trận bảo vệ tông môn, còn ông ta thì quay lại vào bên trong Ngọc Hư Điện, cầm cây thiêu hỏa côn lên tuyên bố Trương Tiểu Phàm thông đồng với ma giáo. Đâu ai biết rằng một con rết bất ngờ chui ra từ thiêu hỏa côn, sau đó nhanh chóng bò vào người Đạo Huyền. Đạo Huyền chân nhân nhanh chóng bị ám toán, cơ thể trúng kịch độc. Thương Tùng đạo nhân nhanh chóng tiến lại đỡ lấy Đạo Huyền, rút ra một con dao đâm một nhát vào ngực trưởng môn. Mọi thứ quá bất ngờ, Đạo Huyền hoàn toàn không ngờ được. Đầu anh nghĩ rằng người trụ cột của thanh vân môn lại cấu kết ma giáo ám hại trưởng môn. Ở bên ngoài, đám người ma giáo đã xông vào đến bên trong. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, đám người Tiêu Giật Tài cũng hết cách. Bọn chúng nhanh chóng đánh thủng kiếm trận rồi bắt đầu bón hành cho đệ tử thanh vân môn. Thương Tùng cho biết lão đã sớm điên rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Năm đó Đạo Huyền ở trên Ngọc Thanh Điện này xử chết vạn sư huynh của lão, kể từ khoảnh khắc đó thì lão đã điên tiết rồi. Hôm nay không chỉ muốn giết chết Đạo Huyền báo thù cho vạn sư huynh mà còn phải để cho ông ta tận mắt thấy thanh vân môn hủy diệt. Một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào thông báo ma giáo yêu nhân đã tấn công tới đây rồi. Cả đám nghe xong liền hoảng hốt, không ngờ Thương Tùng lại cấu kết với ma giáo. Lão ta cũng thừa nhận điều đó. Đạo Huyền cảm thán chuyện đã tới nước này rồi, ông chỉ có thể theo lời răn dạy của tổ sư mời ra thành phần cổ kiếm. Điểm Bất Dịch lập tức yêu cầu mấy người sư đệ của các ngọn núi thủ vững Ngọc Thành Điện. Phân phó xong liền lao lên đánh nhau với Thương Tùng. Tranh thủ lúc đó, Đạo Huyền lập tức rời đi, những người khác xông ra cản địch. Phía Thiên Âm Tự cũng chủ động trợ giúp. Phổ Hoàng đại sư đuổi theo Đạo Huyền để yểm trợ, nhưng giữa đường bắt gặp Thượng Quan Sách đang bị thương. Nhân cơ hội tiếp cận, Thượng Quan Sách lập tức rút kiếm tặng cho Phổ Hoàng một lỗ vào bụng. Hắn ta định làm một phát ăn hai mạng người, nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. Xem kỹ năng tên kia tung ra, Đạo Huyền liền nhận ra kẻ này là Chu Ẩn của Trường Sinh Đường. Hắn ta liên tục tấn công dồn Đạo Huyền vào thế khó, rất may là Trương Tiểu Phàm và Lâm Kình Vũ kịp thời xuất hiện giải cứu. Tuy nhiên, Chu Ẩn cũng đã có chuẩn bị trước, hắn ta gọi ra đám đàn em bao vây ba người lại. Đạo Huyền lập tức mang theo thân thể tiếp tục lên núi. Chu Ẩn thấy vậy lập tức ra tay tấn công, nhưng bị Trương Tiểu Phàm ngăn cản. Ở bên ngoài sơn môn là trận chiến kịch liệt giữa hai phe chính đạo và ma giáo, ai ai cũng muốn dồn đối thủ xuống địa ngục. Sân may là thủ tọa của các ngọn núi dẫn theo đệ tử tiếp viện kịp thời, hai bên đều đồng loạt lao lên và chủ động tìm cho mình một đối thủ chiến đấu. Về phần Điểm Bất Dịch, có vẻ như ông đang chiếm được lợi thế.
Suýt chút nữa tiễn Thương Tùng xuống đất mẹ thì bị kẻ nào đó ngăn cản. Thì ra người xuất thủ giải cứu Thương Tùng lại chính là Quỷ Vương. Thực lực của Quỷ Vương lại quá mạnh mẽ, ngăn cản và đẩy lùi điểm bất dịch. Thủ tọa của ngọn núi khác nhanh chóng lao tới tấn công hội đồng, nhưng ông ta dễ dàng lấy một địch hai. Tưởng là Thanh Vân Môn xong đời rồi, nhưng đúng lúc này một luồng sáng bất ngờ xuất hiện, thì ra là cổ kiếm Chu Tiên xuất thế. Chu Tiên kiếm vừa ra, không gian xung quanh liền bạo phát kịch liệt. Từ điều này có thể thấy trường môn đã quyết định liều chết tới cùng. Quỷ Vương và Độc Thần vô cùng kinh ngạc. Trước giờ bọn họ chỉ được nghe nhắc tới Chu Tiên kiếm trận, bây giờ thì đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng thế không lồi trước mắt, nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, vượt xa cả trăm lần những gì đã mô tả. Ngàn vạn thanh kiếm xuất hiện nối đuôi nhau. Một màn mưa kiếm lập tức được giáng xuống, đệ tử Ma Giáo bị chết như sơm dạ. Độc Thần cố gắng tạo ra một vòng kết giới bảo vệ bản thân, nhưng cũng không trụ được quá lâu thời gian. Quỷ Vương ngừng tụ ra chí bảo là cái lô đỉnh khổng lồ để ngăn cản, nhưng đứng trước uy lực của Chu Tiên kiếm thì lại yếu ớt vô cùng. Lô đỉnh nhanh chóng bị đánh tan, thân thể cũng bị đẩy lùi về sau và bị thương không hề nhẹ. Trước mắt chỉ còn cách là tạm lánh mũi nhọn rồi tính kế sau. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại thì cảnh tượng kinh hồn cũng hiện ra trước mặt mọi người. Xác người chết nằm la liệt dưới đất, máu me tung tóe, kiến trúc đổ nát, bộ dạng chẳng khác nào là bãi tha ma. Trong số 25 vị trưởng lão thì có 14 người hy sinh, trọng thương 5 người. Trong số người tử vong thì có 2 vị sư đệ của Đạo Huyền. Nghe tin xong, ông ta liền không kìm nổi xúc động. Về phía Phổ Hoàng Đại Sư, rất may cho lão là vẫn còn may mắn sống sót. Điều này khiến cho trưởng môn càng thêm áy náy. Ông lập tức hướng ánh mắt về phía Trương Tiểu Phàm. Tông môn và mọi người đối đãi với cậu vô cùng tốt. Vậy nhưng tại sao cậu lại không dám nói ra bí mật của mình? Trương Tiểu Phàm chỉ biết im lặng, quỳ xuống tạ tội. Đám người Thiên Âm Tự cũng không giấu nổi bình tĩnh nữa. Nếu không nói thì đừng trách bọn hắn không khách khí. Đúng lúc này Vương Nhị Thúc của Tiểu Phàm bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy đám người Thiên Âm Tự, ông ta liền xúc động. Cho biết quỷ chính là tên chọc, ám chỉ hòa thượng. Đến đây thì Phổ Hoàng Đại Sư cũng thở dài, lão giải thích mọi chuyện. Thảm án Thảo Miếu Thôn năm đó, hung thủ đích thân là người của Thiên Âm Tự. Lời vừa dứt liền khiến cho Trương Tiểu Phàm bất ngờ, tâm trạng phẫn nộ lần nữa lên tới đỉnh điểm. Về phía đám người Ma Giáo, thất bại vừa rồi khiến Quỷ Vương khó chịu. Thực lực tứ tông còn đầy thì sẽ còn có cơ hội tái chiến Thanh Vân, ngã ở chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó. Thương Tùng cứng rắn cho biết, Chu Tiên kiếm trận vừa rồi còn chưa tới 3 phần lực lượng của nó. Lời này khiến cho đám người bên cạnh hoảng hốt, chưa tới 3 phần công lực đã khiến cho Ma Giáo chết như gà. Nếu như sử dụng 10 thành lực lượng thì e rằng đám người ở đây đều phải bỏ mạng rồi. Tuy lúc này Đạo Huyền không chết, vậy nhưng cũng mất nửa cái mạng rồi. Nói tới đây, U Cơ liền thông báo cho Quỷ Vương biết không nhìn thấy Bích Sao. Lẽ nào vẫn còn ở trên núi Thanh Vân? Nàng ta là cốt nhục chí thân của ông, cho nên ông tuyệt đối không thể không quan tâm. Ông lên tiếng hô hào quần hùng, nhắc lại mối thù hận nhằm khiến các đệ tử lấy lại sĩ khí. Chuyển cảnh tới đại điện Thanh Vân Môn, Phổ Hoàng Đại Sư tiếp tục câu chuyện. Trước khi Thảo Miếu Thôn bị diệt, sư đệ Phổ Chí của lão từng lên Thanh Vân cầu kiến Đào Huyền. Sau khi xuống núi, sư đệ lão mơ hồ cảm thấy bị người khác theo dõi, nên đã đi tới Thảo Miếu Thôn rồi trốn phía sau pho tượng. Vừa vặn lúc đó đám người Trương Tiểu Phàm và Lâm Kình Vũ tỉ thí với nhau, đây chính là cảnh đã xuất hiện ở tập 1. Dù đã rất cẩn thận như vậy, nhưng đáng tiếc là vẫn không tránh khỏi việc bị người áo đen ám toán, hung thủ áo đen ám sát đó chính là Thương Tùng. Bởi vì tính mạng không còn dày, chí nguyện Phật đạo cùng tu trong lòng của Phổ Chí chắc chắn không thể thực hiện được nữa. Nhưng vô tình gặp được Trương Tiểu Phàm và Lâm Kình Vũ, vậy nên mới bảo gan đem đại phạn bàn nhược truyền cho Trương Tiểu Phàm. Tư chất của Trương Tiểu Phàm vốn có hẳn. Nếu cậu sau này không thể gia nhập Thanh Vân Môn, như vậy thì tâm nguyện của lão sẽ đổ sông, đổ bể, cho nên phải dùng biện pháp ép Thanh Vân Môn thu nhận. Cách đó là giết hết người trong Thảo Miếu Thôn. Do bị phệ huyết châu làm mất thần trí nên Phổ Chí đã không ngần ngại hạ sát người dân trong thôn. Vương Nhị Thúc là người cuối cùng may mắn sống sót. Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, hung thủ cũng lộ mặt. Trương Tiểu Phàm nghe xong liền cười chua xót. Cậu không ngờ người mà cậu quỳ lạy nhận sư phụ, người mà cậu liều chết bảo vệ bí mật lại chính là hung thủ giết hại toàn bộ Thảo Miếu Thôn của cậu. Lại chính là người xuống tay sát hại 420 hộ gia đình. Phổ Hoàng khuyên ngăn, Trương Tiểu Phàm yêu cầu lão im miệng, miệng bẩn của mấy người không xứng nhắc tới họ. Sau những chuyện đã trải qua, hai từ chính đạo trong lòng cậu đã không còn như xưa nữa. Các đệ tử xông đến định ngăn cản, vậy nhưng bị nam chính đập cho sấp mặt. Đạo Huyền chân nhân tức giận, Tiêu Giật Tài cùng hai đệ tử khác tung ra trận pháp tấn công. Tuy nhiên, càng bị ăn đòn thì nam chính lại càng hằng, cô vùng ra một kích đẩy lùi toàn bộ đoàn tấn công. Đột nhiên Bích Sao từ đầu chạy ra, kéo cậu ta rời đi. Hai người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, các đệ tử tiếp tục truy đuổi. Trương Tiểu Phàm quay lại ngăn cản.
Đúng lúc nguy hiểm cận kề thì phụ thần nàng xuất hiện yêu cầu hai người rời đi trước. Đào Huyền cũng dẫn đầu mọi người ra ngoài đối mặt với Quỷ Vương. Quỷ Vương lên tiếng muốn hôm nay chấm dứt mọi chuyện ở đây đi. Đào Huyền vui vẻ đáp ứng. Đám người ma giáo cũng nhanh chóng có mặt. Sau lời hô hào, đệ tử của hai bên lại xông vào nhau chiến đấu. Quỷ Vương và Đào Huyền cũng không muốn đứng yên quan sát, cả hai nhanh chóng giao thủ, bóng hình hai người liên tiếp va chạm nhau. Đệ tử của hai phái nằm xuống liên tục. Bích Giao vội dẫn theo cậu xông ra ngoài, vậy nhưng giữa đường bị Lục Tuyết Kỳ ngăn cản. Cuộc chiến giữa hai mỹ nhân nhanh chóng xảy ra. Tiêu Phàm thì bị pháp tướng chặn đường, trên tay hắn cầm theo viên luân hồi châu. Tác dụng của món bảo vật này là có thể hóa giải sát khí, độ hóa khổ nạn. Vậy nhưng trên tay nam chính lại cầm món bảo vật có sát khí quá mạnh mẽ. Không những không làm gì được mà còn bị đẩy lùi. Cậu bạo phát lực lượng, giải phóng toàn bộ uy lực. Rất nhanh Trương Tiểu Phàm cũng động thủ, mang theo cơn giận dữ lao tới tấn công pháp tướng. Pháp tướng giống như đứa trẻ lên ba, dễ dàng bị Tiểu Phàm vỗ cho bà phát làm bay đi. Sau đó cắm mạnh thiêu hòa cồn xuống đất bạo phát ra một vụ nổ ra toàn chiến trường, giải tán đám đông. Ở trên không trung, do chịu thương thế từ cuộc chiến lần trước nên Đào Huyền đã bị đẩy lùi. Quỷ Vương tự tin yêu cầu đối phương vươn cổ chịu chết. Đào Huyền đáp lại những lời này bằng cách kêu gọi linh tôn Thủy Kỳ Lân ra ngoài trợ chiến. Quỷ Vương chưa kịp làm gì thì đã bị con Kỳ Lân này tặng cho một cú múc hàm khiến thân thể bay vào vách núi. Cú này khá là đau đầy, trong lòng Quỷ Vương thầm kêu, ok được rồi, chơi bài cổ điển vậy. Ông ta nhanh chóng xông lên đánh cận chiến với con Kỳ Lân, trả lại cho nó cú móc hàm vừa nãy. Tuy nhiên, nó lại không hề hấn gì, chỉ trong thoáng chốc liền quay lại, há mồm sạc công kích vào mặt Quỷ Vương. Quỷ Vương dần dần lấy lại lợi thế trước linh tôn, ông tung một đòn thẳng vào mặt con Kỳ Lân. Đào Huyền chân nhân nhìn thấy tình thế không ổn nên lập tức lao lên, giơ tay ra hiệu mang kiếm ra. Quỷ Vương thấy vậy cũng ngưng tụi chiêu thức ám khí. Đào Huyền dễ dàng tránh né, sau đó lao tới đánh cận chiến với đối thủ kịch liệt. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm và Bích Sao đang bỏ chạy về phía cây cầu, các đệ tử xông tới cản đường, vậy nhưng kết quả nhận lại là cả tá hành vào mặt. Đào Huyền thở dài đáng tiếc, cho dù sau này lão bị người trong thiên hạ nghị luận thì cũng không thể giữ lại mầm họa nguy hiểm này. Dứt lời, Đào Huyền chân nhân liền thi triển Chu Tiên kiếm trận, vô số thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Tiểu Phàm và Bích Sao. Trương Tiểu Phàm chật vật chống đỡ, công kích tầm thường không làm gì được, ông ta liền muốn gia tăng thực lực, triệu hồi ra một thanh kiếm siêu to khổng lồ. Chu Tiên cổ kiếm chưa giáng xuống, vậy nhưng khí thế mà nó gây ra đã khiến cho đệ tử mà giáo lẫn đệ tử Thanh Vân Môn ngã ngửa. Chỉ riêng khí thế đã khiến nam chính quỳ một chỗ không thể đứng dậy nổi rồi. Chứng kiến người mình yêu đau khổ chống đỡ, Bích Sao cũng đau lòng. Nàng quyết định tiến lên, đẩy cậu ta lui về sau, còn bản thân mình thì chủ động xông lên phía trước. Sau đó dùng máu của mình huyết tế thi triển ra si tình chú. Toàn thân Bích Giao tỏa ra lực lượng, dùng sinh mệnh tạo thành một đóa hoa che chắn cho Trương Tiểu Phàm. Thanh kiếm và đóa hoa va chạm vào nhau. Bùm một cái, vụ nổ lớn xảy ra, Chu Tiên kiếm bị ngăn cản và tan biến. Bích Giao cũng hy sinh, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng đỡ lấy nàng. Chứng kiến người mình yêu thương chết trong vòng tay, cậu chỉ biết gào thét đau đớn. Sau khi được giải cứu, cậu chính thức gia nhập vào Thánh Giáo, được mọi người đặt với danh hiệu là Quỷ Tiên Sinh, thiên hạ đệ nhất kỳ nhân. Thân thể Bích Giao cũng được đưa về. Mặc dù có thể địch nổi Chu Tiên cổ kiếm, vậy nhưng cái xá chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Trên sách vốn không có cách cứu chữa, vậy nhưng nghe nói ngàn năm trước, Hùng Điện Nam Cương có hắc vô tộc nắm giữ một loại kỹ thuật hồi thiền. Tuy chỉ có tia hy vọng nhỏ nhòi, vậy nhưng ít nhất cũng là có manh mối, còn hơn là tuyệt vọng. Tới đây thì phần đầu tiên của bộ phim Chu Tiên đã hết rồi. Chúng mình sẽ làm tiếp phần 2, các bạn hãy đón xem nhé!